Xin giới thiệu mọi người, đây là lá dong nhé, lá dong nếp. Lá dong nếp phải chuẩn bị gói bánh Tết, gói bánh chưng. Sắp lên Tết rồi, khoảng 2-3 tháng, 2 tháng nữa là Tết thôi. 2 tháng nữa là Tết. Đó. Lá dong đẹp. Lá dong này cực sạch này. Đó. Tàu lá dong. Đây là lá dong, gói bánh chưng. Đó. Rất là tốt. Tròn. Con thấy không? Lên tốt. Ngụt luôn. Nhiều quá. Đấy. Mọi người xem video nhớ ấn vào đăng ký và chuông để ủng hộ kênh của mình nhá. Mình tiếp tục cung cấp các cái sản phẩm nông nghiệp dân dã ở làng quê của vùng nông thôn của Hà Nội, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn cả nhà.